Cô xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Văn Hữu Nghĩa Minh, và hôm nay chúng ta tiếp tục review các tướng trong Liên Quân Bài. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một tướng nữa xem nào. Raiden nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử xem nào. Ui, lag quá, không nhìn gì cả. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi thử Funen. Như vậy là Funen là một pháp sư kết hợp luôn cả một finisher. Khá là đặc thuộc tính cả về bắn tên này, Acid này, Ion Splash, Lightning Strike, kim cuối là Thunder Breath. Khá hay. Mày thì cho phi lắm kiểu vậy. Có vẻ như là sau chiến thắng đội tuyển Việt Nam thì rồi, ta bắt đầu với Tune. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Prepare to engage. Simply divine. Còn đâu mình tiên mình cho thử Turen luôn. Nên ăn cả Narok đi. Với là phải một thì Narok còn khá là yếu, tại vì càng với trận thì Narok càng ăn đi dùng càng phải hơn. Shocking. Rất buồn cười là Narok bên phía bạn lại không đi dừng, sẽ chuyển sang đi đường rồng bên kia. Đó là cửa ra. Em ơi. Bị cả ra lốc cả vào Butterfly. Nhưng mà Butterfly vẫn ra đi. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Này nó có một cái vật thứ ba để làm gì nhỉ? An ally has been defeated. Oh
em có một chút di chuyển một tình ra. Kỳ thứ hai rất lợi thì kỹ năng đối đầu với lao dốc chẳng hạn. You have defeated the enemy. Tình hệ tụi này của mình chống cả butterfly cả na dốc. Biết cái đông đan mình mà. Chúng tụi này là một cái mình nghĩ là một pháp sư khá là vừa like cả sát thủ vừa có kỹ năng của pháp sư. Khá là hay. An enemy has been defeated. Oh, check it. An ally has been defeated. Oh, no. Yêu thô sung sung mình. Bao giờ mình chủ quan quá. Fine.
defeated. Oh, yeah. Come on. An enemy has been defeated. Càng quá, càng quá. Không bắt được sự điên cuồng rồi. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Đây chúng biết thì đã khả năng là có được link super đây rồi. Đó đốc kìa. Yêu phố Song Xuân Min. Live với Foxy tại Asterfy một canh khá là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và thiếu video hành. Các bạn nhớ like, subscribe kênh của Trường Đồng. Các video tiếp theo về Liên Quân.